Welfare là cái ưu việt của chế độ tư bản xã hội chủ nghĩa có bạn có không? Thôi David Nguyễn bớt ngu đi con. Welfare là của xã hội chủ nghĩa chứ tư bản cái đầu mày ngu. Đồ mà tư bản của mày trước hồi cái cuộc mà đại khủng hoảng có welfare không mày? Tán bụt tay đầu thai kiếp khác giờ ngu. Lúc nó cái welfare nó có là gì? Là lúc đó đó là Mỹ nó lụm được cái bí kíp là mấy cuốn sách của ông Marx đó. Nó về nó đọc nó thấy nó rùng mình quá sợ. Thôi chết mẹ rồi. Hơn là mình đọc cuốn sách này chứ mình trễ cuốn sách này 20 năm nó thiến mình luôn đó. Lúc đó đó là chính phủ Mỹ người ta mới ăn cắp những cái điều vi diệu ở trong cái cuốn Marx đó, và người ta làm ra một cái gọi là welfare. Cái welfare là sao chủ nghĩa ở đó mà tư bản tư cái đầu mày chứ tư bản ngu, bởi vì mấy cái thằng không có đi học mà thích lý luận về chính trị. Nghe cái chỗ này là bạn David Nguyễn bạn sai nặng lắm nha bạn, bạn đừng có cãi đúng không, tại bạn cãi là bạn sai. Tư bản là không có welfare, nói cho rõ. Tư bản là gì? Tư bản là biết cái gì không? Cái cuộc mà đại khủng hoảng dư thừa bên Mỹ á, nó xử lý rất là tư bản. Bằng cách nào? Đồ ăn thức uống đạp mẹ xuống biển hết, không cho ăn hết. Đó. Cái đó là tư bản. Nên đi tìm hiểu kỹ là đi, đi rồi để ẵng cho con. Chứ Mỹ mọi nhưng mà đâu có tìm đi học đâu, vô sổ bậy bạ. Mày sổ ở đâu tao không biết, nhưng mà mày sổ trong diễn đàn của Duy Nguyễn là Duy Nguyễn bẻ cổ liền tại chỗ này. Không cho dãy luôn các bạn. Nó tôi kể cho bạn nghe cuộc đại nhảy vọt ở bên Mỹ, ô lộn quên gọi là phải đại nhảy vọt, lộn lộn khủng hoảng thừa, khủng hoảng thừa là lúc đó đó là hàng hóa nó sản xuất ra quá trời quá đất luôn, nó dư luôn, nhưng mà người dân lại ứ có tiền mà mua đó, người dân ứ có tiền mà mua các bạn. Nên nếu mà xử lý theo kiểu sau chủ nghĩa đó thì người ta sẽ hạ giá sản phẩm xuống, người ta bán cho dân, còn hoặc là người ta sẽ cho luôn dân cái đó. Còn đằng này á nó không có đâu, nó chơi theo nguyên tắc cung cầu. Bây giờ cái nguồn cung đang dư, nguồn cầu đang thiếu, nó đạp mẹ xuống biển hết luôn, bỏ để cho nguồn cung nó giảm lại đó, để cho nguồn cung nó giảm lại đó, để cho nó giữ giá này nọ kia, nó vẫn bán cho dân. Đồ ác như con tắc ác đó. Nghiên cứu lại tư bản đi rồi sủa nha con. Mày nên nhớ tư bản nó có từ lúc nào? Nó có từ lúc mà cái cuộc cách mạng tư sản, đúng chưa? Nó nổ ra ở nước nào, các bạn comment đi, nổ ra ở nước nào đó, rồi sau này nó di căn qua bên Mỹ này nọ từ lưa học dưa luôn. Đừng có dẫn chơi, mày mới ăn welfare được có mấy chục năm, thành tựu của sao chủ nghĩa đừng bố láo vô giật công mày, tán bật tay thấy mẹ luôn. Bây giờ điền đơn welfare mà tối ngày gáy tư bản đúng không bạn, nói thẳng luôn, một lần đau và mãi mãi. Lờn như tụi mày, nếu tụi mày quen. Vậy là tư bản ăn cắp bí kíp của cụ Mác à, chứ còn gì nữa. Nó không có bí kíp, nó chết lâu rồi. Cái đó người ta kêu là tư bản dễ chết đó. Nên giờ tư bản thì tư bản biến hình, chứ không phải là tư bản của tư bản nữa. Nó tư bản biến hình và tư bản mị dân. Nó ngày trước là nó cầm súng mà nó đâu có ngán nào đâu nó mị, hiểu không? Nó đâu ngán nào đâu nó mị. Rồi xong rồi cái lúc mà phong trào công nhân biểu tình từ lưa học dưa đó đâu ra? Cái đó là xã hội chủ nghĩa đó má. Công nhân đi biểu tình là xã hội chủ nghĩa chứ là gì? Trời đất ơi, giờ tụi bay đừng nói không biết nha. Đồ mà tụi bay ăn cắp bí kíp biểu tình luôn, tụi bay láo. Đúng không các bạn? Cái thời mà công nhân biểu tình đòi tăng lương với giảm giờ làm đó, là đó đâu ra vậy? Đó, cái mùi xã hội chủ nghĩa đó ba. Đó. Chủ nghĩa xã hội nó mới dành cái sự bình đẳng cho người lao động, nó mới có khái niệm gọi là giai cấp công nông đó. Chứ ở đâu ra mẹ bình thường cái giai cấp tư sản thôi, giai cấp tư sản và vô sản. Nó chủ nghĩa tư bản là đại diện cho tư sản, chủ nghĩa xã hội là đại diện cho vô sản, vậy thôi cũng không đúng, là thứ không có đi học. Nói chuyện chán bố bà. Nhưng bên xã hội chủ nghĩa đã áp dụng hay chưa, hay chỉ là ghi trên giấy giống như 26.000 tỷ trên tivi nữa? David Nguyễn mày ngu bỏ mẹ đi được, mày có hiểu cái gì là xã hội chủ nghĩa với cái gì là quá độ không con? Tao dạy cái đồng bọn mày hôm qua rồi, một cái đất nước để thay đổi hình thái của nó là câu chuyện 100 năm, 200 năm, 300 năm, 400 năm, chứ còn bây giờ Việt Nam đó là đang quá độ chứ không phải xã hội chủ nghĩa. Chừng nào Việt Nam tuyên bố tao xã hội chủ nghĩa rồi nè đó, mà không có những điều đó thì mày lôi ra mày chửi, còn đằng này mày lôi ra mày chửi là mày ngu, đúng không? Việt Nam bây giờ đang quá độ, hình thái của Việt Nam khi mà tiến lên chủ nghĩa xã hội đó năm 1945 là gì? Là một đất nước nửa phong kiến. Mẹ phong kiến mà mới nửa thôi đó. Phong kiến chưa được nguyên nữa. Tại vì sao?
Tại vì phong kiến lúc bây giờ là trình độ nó còn non kém, nó nên mới là nửa phong kiến. Cái nửa phong kiến là nó vi diệu lắm nha các bạn. Nó vừa là nửa phong kiến theo nghĩa Duy Nguyễn nói, mà nó vừa là nửa phong kiến nửa thực dân đó. Nên bạn hiểu theo cái nghĩa nào cũng đúng cả. Hay nói khác á, là cái sự phong kiến ở Việt Nam này là cái phong kiến chưa hoàn chỉnh đó. Thì chúng ta phải đi qua cái phong kiến hoàn chỉnh, rồi từ cái phong kiến hoàn chỉnh nó mới nhập môn vô tư bản, mà từ cái nhập môn qua tư bản nó mới thành tư bản hoàn chỉnh, mà từ tư bản hoàn chỉnh nó mới nhập môn qua xã hội chủ nghĩa. Nó đi một cái chặng đường dài như vậy đó. Đó. Còn bây giờ Việt Nam mình xây dựng đất nước theo chủ nghĩa xã hội, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó, phải tích lũy tư bản từ từ. Đồ cái thứ Đao Bích Nguyễn ngu. Đồ mày không có biết cái gì trơn mà đi nói bậy, nó ổng nó tả nó khịa ngu à. Nó mày phải coi nội công tới mức nào. Đó. Nội công của mình tới mức nào, tích lũy tư bản tới mức nào thì lúc đó nó mới chuyển sang xã hội chủ nghĩa hay chưa. Người ta định hướng mày biết không con? Người ta định hướng là sao? Tức là những cái điều tuyệt vời của xã hội chủ nghĩa nó chưa thể nào nó có được lúc này. Đó, nhưng mà chúng ta có được bao nhiêu mà nó phù hợp với hoàn cảnh này thì chúng ta áp lại bấy nhiêu. Giống như trong đợt dịch này, chính phủ và nhà nước không bỏ ai lại phía sau. Đó, cái đó là cái màu của xã hội chủ nghĩa. Đúng chưa? Đáng lẽ là lúc cực thịnh xã hội chủ nghĩa nó mới có này. Nhưng mà mình định hướng xã hội chủ nghĩa nên mình có thể là áp dụng một số điều nó phù hợp trong hoàn cảnh này. Đó, mà nó không làm vỡ đi cái mô hình. À, hiểu chưa con trai? Mày làm sao mà hiểu được? Mẹ đu càng cạo móng trả neo thấy mẹ luôn, mày sao mà hiểu được cái này? Bởi nói chuyện với mấy em nó không có xứng tầm đẳng cấp. Mày hiểu không? Đó. Còn ở bên Mỹ hả? Nó cãi, nó không theo xã hội chủ nghĩa, mày chết kệ mẹ, mày đi chôn đi con. Cùng lắm mà mày chết thì thôi, tao thương tiếc báo tin. Và lúc mà tao lên nhậm chức tổng thống, tao thắp cho mày 400 đèn cầy xong. Quê, 400.000 đèn cầy đại diện cho gì? 400.000 cái hòm. Đó. Còn thí dụ như mà lỡ bị Covid nhiều quá, thôi tại xui mày ơi, tao cố gắng hết sức rồi. Nó không biết là sao á, mày mùa dịch giả đó, mấy nhà giàu làm gì? Tao không thấy mấy nhà giàu nó cho tiền chính phủ, mà để cho chính phủ bùng nợ công lên cả nồi để làm chi, lấy tiền mấy thằng nghèo, đúng không? Nó lúc đó đó, tại sao Bill Gates không hiến nửa tài sản đi, và tại sao Elon Musk không hiến nửa tài sản đi, tại sao không Apple không hiến nửa tài sản đi? Nó khi mà hiến nửa tài sản thì Mỹ đâu bị nợ công? Đằng này nó không hiến nửa tài sản, Mỹ nợ công như núi. Đó là tư bản đó, mày chết kệ mẹ mày tao khe nha, đó là tư bản đó. Còn bây giờ sau chủ nghĩa là gì? Không bỏ ai lại phía sau, dân phòng hay là dân quân gì đó đi tăng ca tăng cường quá trời luôn, cùng lắm ăn mì gói thôi, lương chắc cũng vậy thôi chứ không có tăng. Ở Việt Nam có ai hiến nửa tài sản không? Không biết có ai hiến nửa tài sản không. Chính phủ mới hoàn cái ngày mai doanh nghiệp với dân á, nó nộp tiền cho quỹ vaccine giờ được 8-9 ngàn tỷ rồi kìa, đủ tiền mua rồi nghe, được chưa con trai? Hả? Chẳng qua mày sống mày nghèo thấy mẹ mày bên Mỹ thì mày ngồi mày khen thôi, chứ mấy thằng có tiền chút xíu nó chửi quá trời. Thầy luôn, nó bên Mỹ nó vậy đó. Mấy thằng nghèo có đâu được hưởng lợi, nó ngồi nó bưng. Còn mấy người ta làm bác sĩ kỹ sư rồi nó chửi không được phát nào hết. Nó chửi cái bọn Mỹ mọi đó. Nó tại vì sao? Đơn giản thôi. Là mấy Mỹ mọi nó ăn bám, còn mấy Mỹ đế á thì nó đóng thuế. Nó đóng thuế nuôi mấy Mỹ mọi. Quá thì bảo đảm sao nó thương được, hiểu chưa? Mệt quá, nói chuyện với mấy bạn này trình độ với bạn niễn quá, nghe không có chất, không hiểu gì về mô hình hình thái kinh tế, hình thái xã hội chủ nghĩa là tư bản chứ cái cãi khí khô mẹ thiệt tình chán mấy đứa này. Bạn Việt Súp nó nói gì bạn? Thằng mặt đất Florida, tên mày đặt thì có dấu mà mày viết chữ không dấu thì sao đọc mày? Mày nói nghe màu hồng vậy, chế độ xã hội chủ nghĩa tốt thế này thế kia, nhưng bao giờ nó mới lên được? Dòng họ mày chết trục xương đi nó lên thôi chứ có gì đâu. Tao mới nói với mày sao? Một hình thái nó phải trải qua mấy trăm năm, bây giờ mới có 4-6 năm ẵng gì mày? Mày thấy có nước nào mà chủ nghĩa tư bản nó xây dựng thành công trong 4-6 năm chưa? Đâu ra? Này là tại mày ngu thôi, mày chấp mê bất ngộ. Đúng không? Hình thái xã hội là một nè, tuổi địa chất là hai nè, đúng không? Rồi xong rồi tuổi hành tinh, rồi mấy khoảng cách giữa hành tinh này hành tinh kia, mà mày đòi một tháng một ngày một năm, đồ khùng. Nói gì cho nó lẹ các bạn, hợp lý không các bạn? Thí dụ giờ
Việt Nam này tốn 200 năm để lên xã hội chủ nghĩa đó là quá tuyệt vời. Đó là quá tuyệt vời. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì đơn giản á, tôi nói bạn gì? Nó một đất nước á, mà cường thịnh và phong kiến như thằng Pháp đi. Mày có phải là phong kiến mày cường thịnh chưa? Mà mày lên được chủ nghĩa tư bản hoàn chỉnh á là bao lâu? Bây giờ hỏi thiệt thằng Pháp bây giờ chủ nghĩa tư bản hoàn chỉnh chưa? Đó, chưa chắc nó hoàn chỉnh đâu. Đó. Thì từ hồi cái cuộc cách mạng tư sản Pháp tới ngày hôm nay là bao nhiêu, để tao sập Google cho mày coi, cho mày phụt luôn này con. Đó, bây giờ thấy cuộc sống của ông Pháp mỹ mãn chưa, hoàn mỹ chưa, các bạn tự trả lời đi. Còn không thì nó lôi Mỹ ra đàm thẳng luôn cũng được, thôi đàm Pháp đi cho nó nhẹ đi. Dốt đây cách mạng Pháp. À, cứ coi là lẹ đi mấy em, học lóm được nhiều học nha. Rồi chữ gì ghê ở đây, cách mạng Pháp đây, năm 1799, coi như năm 800 đi, coi như năm 1800. Năm 1800 là thế kỷ thứ nhiêu, thứ 19 đúng không? Năm 1800, năm 1900, năm 2000, 800 nè đúng không? 800 xong rồi tới 900 rồi tới 2000 là hai trăm mấy chục năm, đúng chưa? Bây giờ tôi hỏi bạn nè, mà lúc mà thằng Pháp á mà nó cách mạng tư sản á, là phong kiến nó chín mùi rồi đúng không? Phong kiến Pháp quá dữ rồi, không có gì bàn cãi cả đó. Nó đi ăn cướp cả thế giới này nọ, súng ống đồ đạn dược thần công đồ ghê gớm mà khỏi bàn. Ok, thì bây giờ á là hơn 200 năm để xây dựng chủ nghĩa tư bản. Tôi hỏi bạn, chủ nghĩa tư bản ở Pháp nó được gọi là hoàn chỉnh chưa, nó được gọi là hoàn hảo chưa hả? Chứ tôi đánh giá là chưa hoàn hảo đó. Ok, giờ cho kịch bản đẹp nè, mày 50 năm nữa mày hoàn hảo thì có phải là mày mất 250 năm không? Đó, mày mất 250 năm để từ một cái phong kiến hoàn chỉnh để mày lên được, mày lên được được được, được đề ba sau chủ nghĩa đi, đúng chưa? Đó thì mày mất 250 năm. Quay lại Việt Nam, Việt Nam năm 1945 đúng không, là xóa bỏ phong kiến, đó là xây dựng đất nước theo định hướng sau chủ nghĩa. Vậy thì cái phong kiến của Việt Nam lúc bây giờ là chưa hoàn chỉnh đúng không? Mà để cái phong kiến của Việt Nam hoàn chỉnh á thì phải mất khoảng chừng 100 năm nữa, rồi từ 100 năm nữa cộng với lúc mà phong kiến hoàn chỉnh thì sẽ chuyển qua tư bản. Mà tư bản đúng không, tư bản đó, từ tư bản trong cái quá trình xây dựng tư bản, để từ tư bản nhỏ nó thành tư bản hoàn chỉnh, cứ cho là 200 năm nữa bằng Pháp nè. Thằng Pháp là 250 năm mà mình nhanh hơn nó mình 200 năm, vậy 200 năm đó cộng với 100 năm trước là ra 300 năm đúng không? Thì 300 năm mà bây giờ mình đi hết nhiêu rồi, mình đi hết 70 năm, nó còn 230 năm đúng không? Thì 230 năm nữa Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa ngon lành thì cũng là ngon hơn mấy nước kia rất là nhiều rồi. Mà thằng Khứa lại hỏi chừng nào mới lên được, thì tao nói mày chừng nào dòng họ mày chết trục xương đi lên được, thì tao nói đúng hay nói sai? Nó tôi nói đúng hay nói sai? Ô, tự nhiên hình thái xã hội mà nó nói chuyện chừng nào lên được, lẽ 10 năm sau lên, 10 năm sau lên, 20 năm sau lên. Ô, quái đản. Rồi xong, anh nói hồi nó chết luôn hả? Gì đâu chết, anh thấy kiến thức nó bình thường mà, nó là kiến thức căn bản mà các bạn đúng không? Môn cái môn là thi hôm qua là không có đậu, đại học được đâu nha, không có bằng tốt nghiệp đại học đâu nha. Bên Mỹ không dạy triết hay sao mà hôm nay bọn Mỹ màu vào học nhiều dữ? Không phải bên Mỹ không dạy triết mà bọn nó không có tiền đi học, nó đu xong rồi nó cạo không học gì nữa trời, lên mạng học lỏm. Xã hội chủ nghĩa cũng là ăn cắp gì khái niệm bên tư sản vậy? Mày cho tao có dẫn chứng nào xã hội chủ nghĩa ăn cắp tư bản mày? Vãi đạn, xã hội chủ nghĩa tư bản là hình thái xã hội nó xảy ra trước, sau đó tôi mới tới xã hội chủ nghĩa. Thì xã hội chủ nghĩa nó sẽ kế thừa hết tất cả những cái tốt của xã hội tư bản, trong đó là công nghệ, nhưng mà nó sẽ bỏ đi cái xấu của xã hội tư bản, đó là gì? Bất công xã hội. Đó, mày phải hiểu được vậy mày mới qua môn. Mẹ ngu thế mẹ luôn, nói chuyện với mày có học không? Có đi học rồi mình nói chuyện, không có đi học thì ngồi nghe đi, đừng thả pháo cho tao biết mình dốt. Hiểu chưa? Đó,